có rất nhiều kiểu công đoạn hoàn thiện, có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với hiệu suất của video. Chào các bạn, tôi là Karina Ragoyo và tôi có một kênh tên là English in Brazil để dạy tiếng Anh cho người Brazil và thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau. Tôi sẽ giải thích về cách danh sách phát, phụ đề và màn hình kết thúc có thể giúp bạn. Khi mọi người ghé thăm trang chủ trên kênh của bạn và nhìn thấy các danh sách phát, họ sẽ ngay lập tức biết được các chủ đề mà bạn thảo luận trong video. Sau khi nhấp vào một video trong danh sách phát nào đó, video tiếp theo sẽ tự động phát, và điều này sẽ giữ họ tiếp tục tương tác lâu hơn. Ngoài ra còn có thể tăng thời gian xem cho kênh của bạn. Danh sách phát còn cho phép bạn sắp xếp nội dung và giúp người xem tìm thấy nội dung mà họ muốn xem dễ dàng hơn. Với những kênh giáo dục như kênh của tôi, một số danh sách phát hiệu quả là từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm. Bên trong mỗi danh sách phát, tôi có thể sắp xếp lớp học theo thứ tự. Ví dụ như lớp học 1, lớp học 2, lớp học 3. Màn hình kết thúc sẽ đề xuất cho người xem video mà họ có thể xem tiếp theo. Bạn có thể chọn một video cụ thể hoặc để YouTube làm việc đó cho bạn bằng cách chọn phù hợp nhất với người xem hoặc video gần đây nhất. Ví dụ như kênh giống như kênh của tôi có thể đề xuất lớp học tiếp theo. Hoặc nếu tôi tạo video dạy ngữ pháp, tôi có thể đề xuất video khác về ngữ pháp. Khi chọn màn hình kết thúc phù hợp, bạn có thể giữ người xem tiếp tục tương tác lâu hơn và điều này rất hữu ích. Phụ đề cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới hoặc giúp người khiếm thính hiểu được nội dung của bạn. Thật tốt khi cộng đồng có thể giúp bạn đóng góp phụ đề. Nếu nhấp vào biểu tượng phụ đề, bạn có thể nhận và chia sẻ một đường liên kết trên tab cộng đồng để mọi người có thể đóng góp phụ đề cho video của bạn. Khi tạo video bằng tiếng Anh, tôi sẽ thêm phụ đề cả tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha bằng công cụ của YouTube. Là một kênh dạy tiếng Anh, tôi không muốn thêm phụ đề vào video vì tôi muốn cung cấp cho mọi người tùy chọn xem các video của tôi, kèm theo hoặc không kèm theo phụ đề. Một số học viên muốn thử thách bản thân và thực hành khả năng nghe ngoại ngữ. Người xem thực sự thích khi tôi làm điều đó, và họ luôn đề nghị tôi tạo thêm video bằng công cụ này. Vì kênh của tôi có trọng tâm là cộng đồng người Brazil, nên phần lớn tiêu đề video là tiếng Bồ Đào Nha. Nhưng khi tạo video bằng tiếng Anh, tôi thích dịch phụ đề của video, để những người đến từ nước khác cũng có thể tìm thấy video. Đừng coi thường danh sách phát, màn hình kết thúc, phụ đề và công cụ dịch, vì các tính năng này thực sự rất hữu ích. Tôi mong rằng các bạn thích loạt video lớp học nâng cao của tôi về cách trở nên nổi bật trên YouTube. Hãy chia sẻ mẹo của bạn về cách trở nên nổi bật trên YouTube trong phần nhận xét bên dưới nhé. Tôi muốn đọc đề xuất của các bạn vì chúng ta luôn học được điều gì đó từ nhau. Ngoài ra, đừng quên đăng ký kênh Học viện Sáng tạo để xem thêm các lớp học nâng cao như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt. Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.